Một sự thật kinh dị của con trai mà con gái nên biết. Lý do tại sao con trai rất thích ngoại tình. Số 1. Do đam mê. Hay còn gọi là mê gái đó. Có nhiều trường hợp ngoại tình mà bồ xấu hơn cả người yêu, xấu hơn cả vợ luôn. Nhưng mà cái người đó gây được cảm giác thú vị, mới mẻ cho đàn ông. Quan tâm, thông cảm, thấu hiểu cho người đàn ông. Và đặc biệt là chiều chuộng hơn người yêu hiện tại, người vợ hiện tại. Thì cho dù có xấu hơn thì vẫn ngoại tình thôi, miễn sao có nhìn được mắt là được. Số 2 là tại vì cái nhỏ đó đẹp. Mà đã đẹp rồi á, mà đàn ông không cua thì hơi uổng đúng không? Nó phí của trời sao á. Đàn ông có xu hướng là muốn thêm chứ không muốn bớt. Bởi vậy có càng nhiều người đẹp vô mình thì càng tốt. Số 3 là tại vì họ nghĩ ngoại tình rất là ngầu. Có chuyện để lên bàn nhậu, bàn cà phê, khoe với bạn bè, anh em. Tôi chán á. Khoe được chiến tích càng nhiều càng tốt, mình càng giỏi. Không có người đàn ông ngu nào mà quen được nhiều gái đó. Bởi vậy ngoại tình nhiều lên. Thấy chưa, tao quen được nhiều gái lắm nè, tao giỏi lắm nè. Thứ tư là nghĩ mình sẽ giấu được tất cả. Thì nghĩ là giấu được thì mới đi ngoại tình. Xui lắm á bị bắt á thì năn nỉ bồ quen lại thôi. Suy nghĩ kiểu con gái bây giờ dễ lắm, năn nỉ xíu xiu à, quay lại liền. Cái đó là lần bị bắt nha. Còn mấy lần mà không bị bắt á thì mấy bạn nghĩ sao? Đàn ông mà đã ngoại tình rồi á thì ngoại tình rất là nhiều. Nó ngấm vô máu luôn á. Bởi vậy mấy bạn nữ mà bắt được á thì đừng có tha thứ, tiễn nó đi liền. Mấy bạn nữ nên trân trọng bản thân của mình nhiều lên, tuyệt đối không cho nó cơ hội để làm khổ bạn lần thứ hai nữa. Nó mà quỳ xuống năn nỉ bạn á, quay clip lại đăng lên mạng, xả liền. Coi chừng quay xong á, nó đứng lên nó dụi nước mắt xong nó ký vô cái đầu bạn á. Lúc đó mới biết là nó không yêu bạn. Không yêu thì mới ngoại tình.